Xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube của mình. Thì hôm nay mình nhận được một cái hộp hàng rất to thế này từ gửi từ Shopee ha. Thật ra hàng nó về Sài Gòn này chắc cũng phải hơn một tháng rồi, nhưng mà kẹt ở nhà của bạn mình bên quận 9. Đến hôm nay thì shipper cho giao liên quận được á, thì mình mới ship món hàng đây về nhà mình được. Rồi, thì mình sẽ vui thử cho bạn coi đây là cái gì mà tại sao thước lại khổng lồ như vậy. Mình thấy thì trong quá trình vận chuyển thì cái vỏ ni lông bên ngoài này nó bị xước, bị bắt vài chỗ rồi, không biết ảnh hưởng gì tới chất lượng sản phẩm bên trong không. Xé luôn đi, dao phần này. Ây da, quá. Rồi ngoài cái lớp ni lông bọc ngoài ra nó còn có một cái lớp vô bóng nữa này, chống sốc. Giờ hai lớp này không vậy là cái hộp này nó không có lớp ni lông siêu gì hết ha. À, bên bán hàng nó chỉ gửi chỉ bọc lớp bong bóng và lớp ni lông bọc ngoài thôi, thì bản thân sản phẩm thì không có siêu. Ok, cái hộp bọc mép khá là nhiều. Trời ơi, xấu quá. Đây, chắc là bạn nào mà thích tìm hiểu về xe mô tô phân khối lớn thì cũng biết đây chiếc gì ha. Thì đây là chiếc BMW GSR 1250 ha, là HP. Thì đây là một chút về sản phẩm, thì nó sẽ có một chiếc nguyên một chiếc mô hình GS nè, lắp được lắp ráp hoàn chỉnh. Mặt sau thì chúng ta sẽ có những cái góc chụp khác nhau cũng như một số thông số kỹ thuật. Một số là giới thiệu ví dụ như là về động cơ đẳng ngang nè, rồi mâm bánh xe màu vàng, rồi thắng trước hai dĩa, rồi ốc hút gió, rồi nói chung là những cái mà điểm nổi bật của cái chiếc GS này á. Rồi ngoài ra sản phẩm này thì chúng ta đúng một chiếc Adventure thì nó sẽ có những cái thùng như thùng top và hai thùng hai bên để chở hàng, chở đồ đạc của chúng ta khi mà đi những chuyến đi xa. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có hệ thống phục nhúng và chân chống này nọ, thì cái này cũng bình thường thôi, cũng bình thường cũng có rồi. Ok, mình sẽ khui thử luôn để xem bên trong cái hộp sản phẩm này có gì. Ồ, đây, mở ra ta sẽ có cái khay tông như thế này. À, tỷ lệ mô hình là 1:6 nha, khá lớn đó. Thì cái về cái giá thì cái mô hình chiếc GS này dao động, mình thấy dao động là từ khoảng xung quanh 650.000 chưa tính phí ship. Cái hộp của chúng ta sẽ bao gồm hai cái túi như thế này. Đó là hai túi. Thì nó là những cái bộ phận nè. Đây là một cuốn hướng dẫn sử dụng. Thì trong cuốn hướng dẫn này cũng sẽ có những cái bộ tem như thế này. Đó, những bộ tem để dán trang trí nè, ví dụ như là đĩa thắng, nắp bình xăng này nọ nè. Đó, chúng ta sẽ cắt ra và dán chiếc xe để cho trang trí đẹp hơn thôi. Đây là sách hướng dẫn sử dụng. Đó, cuốn sách khá là dày. Tổng cộng là chúng ta sẽ có 74 trang. Và mình mở cho các bạn xem vài trang thử ha. Đây, nó sẽ hướng dẫn chúng ta là lấy mảnh nào, ghép vào mảnh nào,
để cuối cùng được cái này. Ví dụ như là bước thứ nhất chúng ta sẽ lắp cái phần bình xăng rồi khung sườn xe nè, thì chúng ta phải kết nối những thứ thế này và cách kết nối thế nào đúng hay là sai đó, là cứ tuần tự như vậy đó nè, đúng sai là tức là nó cũng chỉ ra luôn là nhìn nhìn những cái chi tiết nó khá là giống nhau, nhưng thật ra là một cái là xoay tròn, một cái là bốn cạnh để cứng cáp này. Tùy thuộc vào cái chi tiết chúng ta lắp cái gì thì nói chung là khá là dài đó. Mình thấy như đây chắc cũng phải đốt, không biết là trong 2 ngày cuối tuần là mình có làm việc hay không, thì cái chắc là quá trình lắp ráp nó sẽ dài á, cho nên là mình sẽ quay đặt tham lắp mình quay ra, chứ mình sẽ không quay được như vậy, bởi vì quay như vậy thì cái thời lượng nó quá dài và cũng tốn để nhớ một phần nào, thứ hai là edit video nữa, rồi chọn lọc những video các kiểu nữa. Trong cái tham lắp khi mà hoàn thiện sản phẩm xong thì mình mới quay clip để mình review cái mô hình trong hình chuẩn ha. Đây, nó sẽ chia hai bọc lớn và mình thấy trong bọc lớn lại có nhiều bọc nhỏ nữa, còn khá là to luôn nha, cái bánh xe thôi mà to cỡ này, mình chia bọc lớn lại luôn ha. Thì nó sẽ có hai cái đánh số là số 1 và số 2. Đó, tục số 2 ha. Trong gói số 1 này chúng ta sẽ có trong cái số 1 này chúng ta sẽ có một đống chi tiết như vậy. Đó. Và gồm cái chi tiết đánh mã luôn nè, 16 nè, 15 nè, 12 nè. Thì các bạn dựa vào cái hướng dẫn trong cái sách hồi nãy á, thì nó cho mình lấy chi tiết trong cái túi nào thì mình sẽ lấy đúng cái túi đó thì mình lắp được ha. Đây nè, thấy không? Mình mâm xe và lốp xe là rất là to ha. Ngoài mình chỉ 16. Tức là cái xe ngoài đời á, thật á, nó sẽ to gấp 6 lần cái mô hình này. Bạn nào thì cũng biết là chiếc rẽ thì nó bự thế nào rồi, 16 nữa thì mình đoán là bánh xe cỡ này thì cả chiếc xe nó sẽ cỡ này, to đó. Vui luôn cái số 2. Cái số 2 thì cái sản phẩm của mình mua này là của hãng Winner, hãng tên Winner nhưng mà lại không có mô hình của xe Honda Winner ha. Còn những cái mô hình như là của Lego thì nó lại không có chiếc RS này. Đây là túi số 2 này, thì nó sẽ có những cái mảnh khác nữa. Ok, rồi để sơ qua về cái gói hàng như vậy thôi. Mình khá là vui thì cuối cùng thì mình chưa được ra đường, nhưng mà mình cũng đã có đồ chơi để giải trí rồi. Thì hy vọng là 2 cuối tuần này mình sẽ lắp ráp thành công mô hình này và sẽ quay clip cho bạn coi ha. Như hồi nãy mình có nói là mình sẽ đặt quay tham lát quá trình mà mình lắp ráp con BMW R50S này. Nhưng mà khi mình lắp tay vào làm á thì mình mới nhận ra một điều, chứ là lần đầu tiên mình lắp ráp kiểu mình này là mình rất là lóng ngóng, cũng như là chưa biết phải làm thế nào để mà tối ưu cái thời gian lắp ráp á. Thì đó, mình sẽ quyết định là chỉ quay khi mà mình lắp xong chiếc xe để mà giới thiệu cho các bạn biết về những cái điểm hay, cũng như là điểm chưa tốt của cái mô hình thế này. Thì đây là cái mô hình mình mua kiểu như là hàng fake của Trung Quốc thôi, giá thì khoảng 650.000, mà nhìn chung thì mình cảm thấy rất là đáng với đồng tiền mình bỏ ra. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ các bạn về tổng quan con xe này cũng như là điểm mạnh điểm yếu. Thì trước tiên thì BMW R50S là một chiếc xe adventure, do đó các bạn thấy là ngoại hình rất là hầm hố, phần đầu to đó. Có chiến chắn gió, có khung chống đổ và cũng như là có những chiếc thùng để mình đựng hành lý khi đi những quãng đường dài. Thì mình sẽ giới thiệu xe từ đầu đến đuôi và từ trên xuống dưới luôn. Đây, phần đầu của nó khá là hầm hố và cũng khá là giống chiếc xe ngoài đời thật ha. Chúng ta sẽ có những điểm nhiều như là ống hút gió nè, bộ đèn pha lệch khá đặc trưng của BMW nè, và kết giải nhiệt nè, bộ quay rất là hầm hố. Và phía sau phần đầu chúng ta sẽ có một cái tay lái như thế này, thì tay lái này nó sẽ đi theo cái bánh xe bên dưới. Và trên chiếc tay lái này có một điểm rất là hay, đó chính là phần gương.
Thì đây, phần gương rất là linh hoạt ha, lên xuống nè, xoay nè, lật nè. Đó, nói chung là gần như là y chang cái gương ngoài đời luôn. Ngoài đời chỉnh được những gì thì cái mô hình này hoàn toàn hay chỉnh được giống như vậy. À, phần tiếp theo nó khá là hay nữa chính là tay lái. Cũng sẽ có cái phần bảo vệ tay lái, phần màu xám này nè, và cái phần cần thắng cũng như là cần côn nè, bóp được. À, nhà sản xuất thiết kế là chúng ta hãy bóp được thì sẽ thật luôn. À, đi xuống dưới của phần đầu xe đó chính là phần bánh xe. Thì ở đây là chúng ta sẽ có đĩa đôi luôn nè, giống ngoài đời, và hai con heo màu vàng, không biết là nhãn hiệu heo gì. Chúng ta cũng có cái mẫu bài đặc trưng của dĩa Venture cũng như là phần hai nữa trước sau của cái dè che bánh trước. Rồi, tiếp theo phần đầu đó chính là phần bình xăng nhô cao và to để mà đựng đủ lượng xăng cho chuyến đi dài. Thì ở đây cái mô hình này cũng làm cho cái phần thấy không, phần ốp lõm vô nè. Đó, cái phần này à, không xin lỗi, xin lật như thế này đó, đây phần này nè, nó lõm vô để khi mà chúng ta chạy xe á, chúng ta ép hai cái đùi vào đây đó, ngồi để vững hơn. Rồi tiếp theo là chúng ta sẽ có phần yên trước và yên sau, đặc biệt là chúng ta có luôn cái phần tay nắm này để dắt xe. À, rồi về phía đuôi thì chúng ta sẽ có nổi bật nhất đó chính là ba cái thùng, và đây không phải là cái thùng để trang trí ha, đây là thùng đựng được. Đó, là ta thay mở nắp lên đấy. Đấy, và bỏ đồ vào. Ngoài ra bạn hoàn toàn có thể gỡ những chiếc thùng này ra. Đó, ví dụ như bạn không thích chân thùng thì bạn gỡ ra thế này, hoặc là gỡ luôn thùng không cũng được, làm rất là hay. Rồi, trong cái bộ mà mình mua về thì sản xuất cho dư những cái thanh nối á, thì mình bỏ hết vào thùng này để sau có gãy hay gì thì mình sẽ biết tìm ở đâu mà mình thay vào luôn. Rồi vậy là kết thúc phần nửa trên đi, mình sẽ xuống nửa dưới đi. Nửa dưới phần máy xe trước đó rồi nè, và cái đặc điểm nữa đó chính là phần phuộc. Thì một số bạn cũng biết đó là cái con GS ngoài đời nó sẽ gồm 4 cái phuộc, bao gồm 3 phuộc trước và 1 phuộc sau. Tuy nhiên đây là cái mô hình là nó chỉ có 1 phuộc trước thôi. Đây, ngoài xe ngoài đời là ngoài hai cái phuộc hai bên bánh này ra, nó sẽ có một cái phuộc nữa, nó sẽ nằm ở vị trí như thế này đó, chỗ mà nó là xoay nè. À, đây là mô hình nên là chỉ hoạt động cái phuộc giữa đằng sau thôi, còn hai phuộc trên này thì nó không có làm lò xo. Tuy nhiên nếu các bạn muốn thì có thể kiếm những cái lò xo bự á, các bạn nhét vào cái phần xám xám này nè, nó thành cái hình bên trong này, đó, phần lồi lên nè, đó, các bạn nhét lò xo vào đó thì nó y chang vậy thôi, cũng sẽ tăng độ đàn hồi lên thôi. Nhắc lại nào, rớt về rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ có phục cái phục sau, và nói tiếp về cái phục sau thế này á, thì các bạn thấy là nó chiếc BMW này nó được chuyển động bằng trục lắp đó. Thì đó, ở đây bạn thấy cơ cấu nè, thay đổi hướng nè, khi mà chúng ta nhún á thì phần trước giữ nguyên, phần sau chuyển động, đúng không, thì nó vẫn đảm bảo là trục lắp vẫn luôn quay. Thì ở đây chúng ta sẽ có một cái phần bánh răng ăn khớp với bánh sau, đây bánh răng khớp bánh sau, và nó sẽ ăn khớp qua cái trục xoay ngang như vậy, và nó sẽ ăn khớp vào cái phần bánh răng ở giữa. Khi mà xe di chuyển thì phần bánh răng ở giữa sẽ quay. Ở đây mà cái chiếc xe Nhân Đức thì đặc biệt nổi tiếng với lại bộ máy boxer rồi. Ở đây mình sẽ mở cho các bạn xem bộ máy của nó nha. Cũng là boxer đối đỉnh hai đầu. Nhưng đây tại sao khi mình chạy xe nó lại không quay? Đó là do xe chúng ta chưa sang số. Đây mình sẽ sang số bạn xem nha. Lên số 1. Số 1.
Đây, mà thấy không? Biết tông chạy. Lên xuống, lên xuống, lên xuống thì hai bên nó sẽ lệch pha nhau. Bên điểm chết trên thì bên kia sẽ điểm chết dưới. Rất là giống thật đúng không? Thì tại sao họ làm được cái cần số như thế này? Cần số nè, gạt về mo nè, tiếp tục bánh xe quay, động cơ không quay. Đó là do có phần nửa đầu á, nó sẽ có cái phần bánh răng màu vàng. Rồi cái phần ăn khớp bánh răng này nó sẽ là màu xám. Thì khi mà cần số mo nó sẽ tách ra như thế này. Khi mà chúng ta gạt số lên á, nó sẽ cơ cấu đẩy. Đẩy nó sẽ đẩy cái bánh răng vàng. Nó ăn khớp để bánh răng màu xám. Do khi bánh xe quay thì cả hai bánh răng sẽ cùng quay và động cơ sẽ chuyển động. Rồi, bên dưới thì chúng ta có một số chi tiết khác, ví dụ như là chân chống nghiêng, chân chống đứng. Đây là chân chống đứng nè. Còn chân chống nghiêng á thì xe zin nhà sản xuất đưa làm nó chỉ có chống vậy thôi. Thì nó xe nó nặng thì nó dễ ngã nè. Đó. Rồi, phải lựa hướng và các kiểu nữa, mình dễ ngã lắm. Do đó mình phải mình sẽ chêm thêm một cái đoạn nhỏ như vậy. Đó, thì lúc nào xe nó cũng sẽ rất là vững chãi. Rồi, nói về cái phần điểm chưa hài lòng của cái xe thì nãy bạn thấy rồi đó. Cực kỳ dễ rớt luôn. Đây, thanh nó dài như vậy mà nó chỉ gắn vào cái rất là nhỏ. Thì nó dễ rớt ra cũng như dễ xịt qua xịt lại nữa. Và có một cái tin buồn, đó chính là trong lúc mình quay clip này nó đã gãy luôn cái ngàm của nửa sau rồi. Đó, rồi xong. Giờ xe này coi như chỉ có nửa giờ chắn buồn trước thôi. Xe mua về được ngày chưa gì đã gãy rồi. Nói chứ mình sẽ tìm cách dán keo lại cái phần đó sau. Không biết chưa biết được không nữa, nhưng mà nghĩ là nếu mà cùng nó không được thì mình sẽ dán cứng luôn cái gì là. Thì đó không phải là cái thành phần chuyển động, cũng không quan trọng. Rồi, ok. Như vậy là mình đã làm xong một clip giới thiệu về chiếc xe BMW Đức R1250 GS bản HP. Bản HP có ba màu trắng, xanh dương và đỏ đó. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem hết video này. Và mình sẽ nghĩ ra nhiều content mới, ví dụ như là lắp ráp những chiếc xe khác phức tạp hơn, to lớn hơn. Ví dụ như là chiếc mình đang hướng tới một chiếc là chiếc Lamborghini Sian. Thì chiếc đó khá là nhiều cái cơ cấu chuyển động phức tạp, ví dụ như là sang số nè, có nhiều cấp số nè, rồi có đóng mở cửa nè, nó hay lắm. Thì nếu mình có điều kiện thì mình sẽ mua bộ mình đó và mình sẽ quay thăm lắp cũng như là review các bạn xem ha. Xin chào các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp. Xin chào.